Hello, xe máy Hồng Mai độc lập chức Sài Gòn. Xin kính chào cả nhà đại gia đình. Chúc anh em một buổi sáng đầu tuần thứ hai luôn mạnh khỏe, vui vẻ và thuận lợi trong mọi công việc nhé. Cũng như hôm nay là Hồng Mai sáng sớm cũng đã lấy cái thẻ chiếc Sibo 120 nè. Hôm nay là đã có thẻ cà vẹt xe rồi nè. Đó. Thấy chưa? Đó, có thẻ rồi nha anh em ơi. Em trai vùng tàu xong rồi nha. Và cái xe mình là em dặn anh là em cũng đã làm xong rồi đó, cái niền mình đã làm lại hết rồi nè. À, anh xử lý cái niền cho em luôn rồi nè anh trai ơi. À. Yeah. Anh phục hồi lại như mới luôn nha em trai. À. Quá đẹp luôn. À, quá đẹp, quá đỉnh luôn, phục hồi lại hết trơn. Xi lại. Thấy không? Quá đỉnh luôn em trai. À, rồi. Và cà vẹt là anh đã có cà vẹt rồi. Thì để coi anh thu xếp luôn, chiều nay anh ráp cái bựng vô. Em trai nhờ anh làm cái bựng đó, hàng là cái bựng bên tay phải nó bị lủng một lỗ đó. À, coi như là hôm nay là hoàn chỉnh xong hết. Xe mình là đã xong hết trơn rồi nha em trai. Đó, rồi anh chị em trai sắp xếp ngày mai 21 gì đó mình đưa xe lên em mình xúc nó về nha em trai. Đó, hoàn chỉnh hết rồi nha. Nào, coi như là chiều nay là hoàn chỉnh hết, giấy tờ cũng đã xong, bẩn thì anh chiều nay anh ráp vô luôn rồi phục hồi lại cái bẩn luôn, nó bị nứt một vào bên cánh phải. Cái niền tạm thời mình cũng đã xong hết rồi, đúng không? Thì em cứ thu xếp công việc ngày hôm nay, ngày mai hay ngày mốt đó em cho xe tải lên em lấy về đi, xong rồi. À, tình hình nữa hôm nay là Hồng An cũng đã chốt gạch chiếc quay Alpha cọp, hôm qua quay cái súp đó. Đó, đã chốt về Kiên Giang luôn rồi nha anh em. Quên pha lóc đen nè, chốt rồi nè. Và Hồng An cũng đã xử lý rồi cho làm lại cặp phuộc mới. Đó, cặp phuộc thấy chưa? Hôm An sẽ làm lại cặp phuộc. Ráp chảnh luôn và rút hồ sơ giao về Kiên Giang luôn. Cái này cũng đã chốt luôn rồi, quên pha lóc đen. Cái súp hôm qua Hồng An có quay 202 đã xong rồi, có chủ. Và thêm một chiếc quay Thái nữa cũng đã có chủ luôn luôn nha anh em. Cũng về Kiên Giang luôn nha. Đó. Và mình cũng xử lý luôn cái bộ câm luôn cho một người anh. Đó. Hồng An sẽ xử lý bộ câm, hai bộ câm zin theo xe luôn cho nó chọn. Bây giờ hai chiếc này cũng đã có chủ hết rồi, tình hình hôm nay. Đó. Số An Giang xong hết là chiều nay Hồng An gửi bên Tô Châu. Bên Tô Châu. Và Hồng An cũng xin giới thiệu luôn là cái chiếc SH Mod. Hôm nay Hồng An mới về một chiếc SH Mod đi số thành phố, đi có 2.500 cây thôi. Đó, phiên bản đặc biệt. ABS. Ý, này chưa ABS. Ổ khóa Mickey thôi. Đăng ký tháng 11/2/2018. 2.000 cây thôi nha anh em ơi, 2.500 cây, xe như mới vậy đó. Xe mới hôm nay là 75 mấy á. Nhưng mà Hồng An bán chiếc này đúng 62,5 triệu. Như một chiếc xe thùng. Rất đẹp. Còn như mới vậy đó. Dán keo nguyên chiếc nha anh em. Xe này dán keo nguyên chiếc nha. Có anh em thành phố nào trên đây thì mua luôn nè, cho nó tiện. Ủy quyền công chứng đều được hết cho nha. Màu này màu đẹp lắm, phiên bản đặc biệt mà. Biển số đẹp luôn nha. Râu bìa còn đầy đủ hết á.
số nè 36030. Xe này như mới luôn rồi, 2000 mấy cây thôi. Đó, vỏ nè, gai gió không, gâu không à. Mua xe này rẻ hơn được, như rẻ hơn xe mới được 13-12 triệu rưỡi nha anh em, cũng như một chiếc xe mới vậy đó. Mua xe này rẻ hơn được 12 triệu rưỡi, bù là được cái biển số đẹp nữa. 36030, xe mới là 75 triệu rưỡi, mình bán 62 năm, rẻ được 12 triệu rưỡi như một xe thùng đó. Anh em nào nhanh tay nhanh chân thì chốt gạch đá, anh em Sài Gòn thành phố đó, chơi con này là hợp lý luôn ha. Nói chung là mới 99% rồi đó, ổ khóa Mickey, hai chì hai ổ đầy đủ hết trơn nha, kiến đầy đủ luôn nha. Dán keo nguyên chiếc nữa, anh em được một cái là được dán keo nữa, dán keo rồi không. Dán keo toàn bộ luôn, biển số đẹp. Tiết kiệm được 12 triệu rưỡi anh em ơi. Quá hợp lý, thấy không? Mấy xe mới về Hồng An mới mua, mấy xe mà chạy đi nhiều là Hồng An không mua đâu. Nói chung Hồng An cũng mua nhưng mà Hồng An sang lái hết rồi. Những xe đẹp thì Hồng An để bán anh em xài, khách xài thôi. Đó. Các xe mà nó xấu, nó chạy, nó dập đi nhiều quá, Hồng An sang lái liền à. Không có đăng lên bán đâu. Bán mang tiếng thôi. Thật sự mấy xe đi nhiều thật sự cũng không có ngon đâu anh em ơi. Ok. Ở tình hình là buổi sáng thứ hai là nó như vậy nha anh em. Đó. Những thông tin cụ thể cũng đã có hết rồi. Hai chiếc quay cũng đã chốt hết, xì bo này cũng đã hoàn thành rồi, chiều nay là xong hết. Rồi em trai Vũng Tàu mai sắp xếp sao mai lên theo hoặc ngày mốt đó, cho Hồng An biết nha. Tại cũng ngày kia nó đã lễ rồi, thì cái công việc mình cũng gán tranh thủ giấy tờ pháp lý hết cho nó thoải mái hết nữa. Anh em mình chơi cái lễ cho nó vui à, chứ mất công mình vừa lễ mà mình vừa đầu óc mình nhớ vô ba cái giấy tờ này, xe cổ nó hơi không được chọn cái ngày lễ là mình nghỉ, đúng không à, nghỉ xả hơi một bữa mập tây tết rồi, nghỉ xả hơi một ngày, những cái xe cổ là mình ngưng hết, mình tranh thủ mình bàn giao hết những cái xe cũ giấy tờ đó, sắp xếp hết rồi. Rồi Hồng An bye bye mọi người. Chúc mọi người buổi trưa vui vẻ nhé.